Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng ứng dụng Chrome trên điện thoại Android thay thế cho ứng dụng Google. Ứng dụng Google là công cụ tìm kiếm, còn ứng dụng Chrome là trình duyệt web. Anh chị sẽ sử dụng được nhiều tính năng hay và sử dụng rất là hiệu quả trên chiếc điện thoại của mình nếu như anh chị xem hết video này. Đầu tiên thì trên ứng dụng Chrome anh chị mở lên. Khi anh chị mở lên, nếu như anh chị thấy có một trang web xuất hiện thì anh chị đừng nên lo lắng. Đơn giản là anh chị chỉ cần bấm vào ngôi nhà là anh chị sẽ quay về trang chính. Ở một trang chính thì anh chị sẽ thấy có ô tìm kiếm bằng mic Gia Huy uy tín, ví dụ là như vậy. Và anh chị có thể bấm vào ngôi nhà để quay trở lại trang chính. Anh chị có thể tìm kiếm bằng hình ảnh, ví dụ như em sẽ tìm kiếm bằng hình ảnh ở đây. Anh chị tìm kiếm bằng hình ảnh, tìm kiếm cái tai nghe này. Anh chị bấm tìm kiếm, nó sẽ ra đề xuất và tìm kiếm đúng Ebon. Và anh chị bấm trở về, bấm vào dấu X và cứ bấm vào ngôi nhà. Anh chị cứ bấm vào ngôi nhà là nó sẽ quay trở lại trang chính. Thêm vào đó là anh chị có thể đọc báo ở đây. Anh chị thấy ở đây nó sẽ có rất là nhiều báo đề xuất mới nhất để cho anh chị cập nhật thông tin. Ngoài ra, nếu như trong quá trình mà anh chị bật lên thấy có một cái trang như thế này thì bảo là cái máy bị lỗi và không dùng được. Thật ra thì anh chị không biết dùng, chứ không phải là nó lỗi hay là không dùng được. Nếu như anh chị không bấm vào tab ngôi nhà, anh chị có thể bấm vào cái dòng chữ ở sát bên để thay đổi địa chỉ. Ví dụ như anh chị bấm vào cái chữ tuổi trẻ.vn chẳng hạn. Rồi, là anh chị có thể đọc báo được một cách rất là dễ dàng. Và ở cái trang này, anh chị có thể bấm vào ba chấm trên cùng bên góc phải. Và anh chị bấm thêm vào màn hình chính. Ở đây nó có cái chữ thêm vào màn hình chính thì anh chị bấm vô. Anh chị có thể xóa hết những cái chữ này để anh chị thêm vào một cái tên cho dễ nhớ. Ví dụ như anh chị ghi chữ tuổi, mỗi cái chữ tuổi trẻ thôi, không cần ghi báo tuổi trẻ. Và anh chị bấm vào chữ thêm. Sau đó anh chị bấm thêm một lần nữa. Bây giờ anh chị bấm vào nút home thoát ra. Anh chị thấy ở đây nó sẽ có một cái chữ gọi là báo tuổi trẻ. Khi anh chị muốn đọc báo tuổi trẻ thì anh chị bấm vào là anh chị đọc. Rất là đơn giản và rất là dễ. Và rất là nhiều cách để anh chị có thể sử dụng cái trình duyệt này một cách hiệu quả. Tiếp theo là ở cái trình duyệt này anh chị không thích. Bây giờ là anh chị không thích cái trang tuổi trẻ nữa. Anh chị vào cái trang báo mới thì anh chị có thể bấm vào dấu cộng. Ở đây nó có dấu cộng, anh chị bấm vào. Và anh chị có thể bấm vào cái mic để anh chị ghi là báo mới. Báo mới. Và anh chị bấm vào báo mới. Lúc này thì anh chị đã đọc được báo mới. Anh chị bấm vào 3 chấm. Anh chị thêm vào màn hình chính, bấm cài đặt. Anh chị cài đặt báo mới. Hay là anh chị bấm vào cái chữ là chat Phật nguội. Thì cứ mỗi lần mà anh chị lưu ý, anh chị bấm vào để thay đổi địa chỉ web. Hoặc là anh chị bấm vào cái mic để anh chị nói cảnh sát giao thông VN tra Phạt nguội. Thì ở đây anh chị có thể tra Phạt nguội ở đây. Và ở cái trang tra Phạt nguội này, anh chị có thể bấm vào 3 chấm, bấm vào thêm vào màn hình chính. Rồi anh chị xóa hết cái chữ này. Rồi anh chị bấm là tra Phạt nguội. Hay là anh chị ghi mỗi chữ phạt nguội thôi. Rất là dễ. Sau đó anh chị bấm thêm và bấm thêm một lần nữa. Rồi anh chị thoát ra. Bây giờ thì anh chị thấy ở đây có chữ Phạt nguội thì anh chị bấm vào. Anh chị nhớ, ở cái trang này anh chị có thể thay đổi địa chỉ web ở đây. Hoặc là anh chị muốn thêm trang mới thì anh chị bấm vào dấu cộng. Hoặc là anh chị có thể bấm vào ngôi nhà. Đó, rất là nhiều cách luôn để anh chị vào một cái trang mới. Và khi anh chị ở trang mới, anh chị thấy ở đây nó có số 12 là 12 trang.
thì ở đây là những cái trang mà anh chị đã từng truy cập, anh chị muốn đóng bớt thì anh chị bấm vào dấu X để anh chị đóng, hoặc là anh chị muốn xóa hết những cái tab này, những cái thẻ mà anh chị đã truy cập thì anh chị bấm vào ba chấm, anh chị bấm đóng tất cả các thẻ và anh chị đóng mọi thẻ và nhóm. Bây giờ là anh chị không có thẻ nào hết, anh chị mở Chrome ra, anh chị thấy đây là không có thẻ. Nếu mà nó ra giao diện như thế này thì anh chị chỉ cần bấm vào dấu cộng thôi. Và trên trình duyệt này nó sẽ có thêm một cái mục nữa, gọi là cái mục xóa lịch sử duyệt web. Ví dụ như anh chị vào những cái trang web linh tinh, anh chị truy cập một lần và anh chị không muốn để lại dấu vết thì anh chị có thể xóa lịch sử duyệt web, hoặc là anh chị vào tab ẩn danh bằng cách là anh chị làm như sau. Đầu tiên á, là nếu như mà anh chị truy cập vào nhiều cái trang web khác nhau nhưng bây giờ anh chị không muốn cho người khác biết thì anh chị có thể bấm vào ba chấm, anh chị bấm vào xóa dữ liệu web và anh chị bấm vào xóa dữ liệu. Ở đây nó sẽ cho phép anh chị xóa 15 phút hoặc là anh chị từ trước tới nay, có nghĩa là anh chị xóa 7 ngày 4 tuần từ trước tới nay. Ở chỗ này anh chị nên đọc hiểu xóa lịch sử duyệt web trong 15 phút, 1 giờ, 24 giờ và từ trước đến nay, anh chị chọn vào. Sau đó thì anh chị bấm xóa dữ liệu. Xong, vậy là nó đã hoàn toàn xóa thành công. Và nếu như anh chị muốn truy cập vào những cái trang web mà không để lại dấu vết hay là không lưu lại lịch sử duyệt web thì anh chị làm như sau. Thì cứ khi anh chị bấm vào Chrome, anh chị thấy giao diện này thì anh chị bấm vào thẻ mới, hoặc là anh chị bấm vào ngôi nhà. Nếu như anh chị đang trong một cái trang web nào đó, chẳng hạn như bây giờ anh chị mở lên mà nó ở một cái trang web nào đó anh chị không biết là trang web gì, một á, là anh chị bấm vô ngôi nhà để quay về trang chính, hai á, là anh chị bấm vào dấu cộng để thêm một cái tab mới. Vậy là xong, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như á, anh chị muốn truy cập web ẩn danh á, nghĩa là không lưu lại lịch sử duyệt web, anh chị vào ba chấm, anh chị bấm thẻ ẩn danh mới. Ở đây á, thì anh chị thấy nó sẽ có một cái link tìm kiếm và anh chị duyệt web thoải mái. Bây giờ thì anh chị nhập đường link trang web vào, và khi anh chị truy cập vào web ẩn danh thì anh chị thấy trên cùng nó sẽ có một cái nền đen, đây là anh chị đang truy cập vào tab ẩn danh. Anh chị bấm vào dấu cộng, anh chị truy cập vào trong web mới thì nó vẫn đang chuyển sang chế độ ẩn danh luôn. Thì ở đây Chrome có chú thích là sẽ không lưu nhật ký duyệt web, không lưu lại dữ liệu web và thông tin đã nhập vào biểu mẫu. Và khi anh chị truy cập vào đây á, nếu như anh chị muốn thoát ra thì cực kỳ đơn giản. Ví dụ như anh chị xem, anh chị duyệt web thoải mái, ở đây nó sẽ có cái nền đen và anh chị muốn thoát ra thì rất là đơn giản thôi. Anh chị bấm vào đa nhiệm, anh chị đóng cái tab này, xong rồi anh chị vào lại. Vậy là nó đã thoát cái tab ẩn danh. Bây giờ thì anh chị vào truy cập vào trong các cái trang web khác thì anh chị thấy là nó không có cái nền đen ở trên nữa, nghĩa là anh chị đang truy cập bình thường, không có truy cập tab ẩn danh. Trên ứng dụng Chrome thì anh chị thấy khi anh chị vào trong các trang web có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ trên máy mà anh chị đang sử dụng thì ở trên cùng sẽ đề xuất cho anh chị một cái gọi là dịch. Ví dụ như anh chị bấm vào thì nó sẽ hiện cái mục dịch ra, anh chị bấm chữ dịch, nó sẽ dịch trang web ra cho anh chị giống như cái ngôn ngữ mà anh chị đang sử dụng trên máy, rất là tiện lợi và nhanh chóng. Và với cái cách làm này thì anh chị có thể sử dụng tối ưu chiếc điện thoại của mình. Ứng dụng Chrome của anh chị không giống và có cái công cụ tìm kiếm khác với video anh chị đang xem, thì anh chị vào trong ba chấm, anh chị chọn vào cài đặt, anh chị chọn vào công cụ tìm kiếm. Thường thì nó sẽ ra Yahoo, Bing, Cốc Cốc. Thì anh chị nên chọn vào cái ô đầu tiên, sau đó anh chị bấm trở lại. Vậy là xong. Đây là một trong những công cụ tối ưu nhất
trên chiếc điện thoại của anh chị. Và khi mà anh chị thấy trên ứng dụng Chrome có một cái trang web hiển thị không giống như trang chủ, anh chị chỉ cần bấm vào dấu cộng, hoặc là anh chị bấm vào ngôi nhà, vậy là xong. Nghĩa là anh chị thấy một cái tab như thế này thì anh chị có thể bấm vào dấu cộng, hoặc là anh chị có thể bấm vào ngôi nhà. Và anh chị lưu ý, khi anh chị thực hiện thao tác đó xong, anh chị nên bấm vào cái ô vuông có nhiều số, ở đây là các tab, thì nó sẽ hiện rất là nhiều tab ở đây. Anh chị nên đóng bớt, đóng tất cả các thẻ. Anh chị đóng xong, anh chị đóng xong, sau đó anh chị bấm, một là anh chị bấm vào thẻ mới, hai là anh chị bấm phím trở về. Vậy là anh chị đã quay về trang chính một cách cực kỳ dễ dàng. Và nếu như anh chị nào muốn mang thanh công cụ tìm kiếm hoặc là mang phím tắt của ứng dụng Chrome ra ngoài màn hình điện thoại Samsung như thế này, thì anh chị làm cách sau đây. Anh chị nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình, hoặc là anh chị dùng hai ngón tay chụm lại. Cách này thì anh chị có thể áp dụng được trên Oppo, Vivo, Xiaomi, vân vân. Sau đó thì anh chị chọn vào widget, anh chị vuốt lên, anh chị tìm đến ứng dụng Chrome, anh chị chọn vào. Ở đây thì nó sẽ có 4 mục. Nó hiện số 4 là có 4 mục: 1, 2, 3 và 4. Anh chị thấy phím nào phù hợp với nhu cầu của anh chị thì anh chị nhấn giữ và mang ra ngoài. Anh chị bấm ra khoảng trống một lần. Đây là ô tìm kiếm, anh chị bấm vào. Lúc này thì anh chị có thể tìm kiếm bằng mic hoặc là tìm kiếm bằng hình ảnh. Còn nếu như anh chị muốn truy cập nhanh thì anh chị bấm vào mic báo tuổi trẻ. Và nếu như anh chị muốn truy cập vào tab ẩn danh, không để lại dấu vết trong quá trình duyệt web, thì bấm vào hình cái nón hoặc là hình giống như chiếc xe. Đây là truy cập tab ẩn danh. Hay là anh chị bấm vào trong cái phím camera để tìm kiếm bằng hình ảnh, bấm vào đây để tìm kiếm. Còn nếu như anh chị muốn chơi game giải trí, xả stress hoặc là giết thời gian, thì anh chị bấm vào hình khủng long. Anh chị chỉ cần nhấn vào hình khủng long là chơi. Đây, đây là cái game giải trí. Vậy là anh chị đã hoàn thành mang phím công cụ Chrome ra ngoài màn hình chờ của điện thoại Samsung. Và video đến đây là hết. Nếu như anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả anh chị đang xem YouTube một ngày thật tốt lành. Em có một kênh YouTube phụ là kênh Giao Huy Uy Tín, chuyên bán điện thoại và phụ kiện chính hãng. Nếu như anh chị có nhu cầu lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, anh chị có thể xem và lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý tại kênh Giao Huy Uy Tín này. Em rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo.